Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Chăm Sóc Đất Thắng nha bà con. Em lên cái video này là cái video cuối ngày hôm nay nha anh em. Bữa nay em nghỉ sớm bữa là em lên tiếp cho cô chú như anh chị mình hai cái đã qua sử dụng, là một cái ớt 90 anh, ớt 90 bạc đạn gió, với một cái ớt 10, cái này gió ba dê. Ngoại hình thì máy này nó như vậy đây. Cái máy này nãy giờ giống như em chia sẻ là cái máy nào máy nấy toàn là nó mẻ mỏ không rồi chú. Ngộ em không hiểu sao nó hay mẻ mỏ gì không biết. Bong bóng nhớt thì nó đục ngầu. Chiếu bao nhớt? Hả? Chiếu bao nhớt bị đục. Chiếu bao nhớt bị đục. Còn tay quá dầu thì giờ nó còn gì nè. Cái người này là rất là thông minh, thật là thông minh. Những người thông minh thì hồi em không nói câu sau. Là đúc cái dít vô người ta làm gì hay chứ, chỉ có người Việt Nam mình suy nghĩ ra thôi. Để đây dít người ta phá lại, rất là thông minh, kết nước nó còn đẹp. Ngoại hình thì gì đây, boe bô lửa còn đầy đủ hết. Có thùng dầu thì nó đổi màu cô chú, nhưng mà nhìn thấy nó đẹp này. Dầu đổi màu, mặt găm trước thì có dấu mỡ rồi nè. Cái này em đang phân vân, chắc em nghĩ chắc em suy nghĩ chắc em bán hàng giả quá, bị nhịn chứ chuyển làm được nè, không cần đòi hỏi tay nghề cao, là gã máy gã đồ món. Em đang phân vân, nãy em có chia sẻ video trước cô chú á, là một đó là cắt nhà trọ, hai là bán đồ món. Em nghĩ bán cái đồ món nó hợp lý với tụi em hơn, vì nếu mà bán máy dầu thì bán đồ món kèm theo em nghĩ nó tiện hơn. Máy này thì cốt vô bung của chú, cốt còn đẹp cực kỳ luôn. Mặt gió ốc nóc bị láp cũng còn khá đẹp nữa. Còn số series nữa là 32272. Số máy này đẹp dữ trời. Bô lửa bô e còn hết, nhưng mà bên áo bên két gió thì nó không còn cô chú. Áo nó không còn. Rồi, Dương Út nhờ con test hàng cho cô chú mình coi. Nó lên nó con kéo vậy nó Dương Út nghe nó bơm mà. Ở dưới ốc dịnh trụ ra nha. Mấy tiếng còn dữ quá. Thì không có vừa mấy cậu cháu mới được chỉnh cô chú ơi. Cái cổ nó mới quay như nào, nó quay cổ nó lỏng. Em biết đường chính. Tự động rồi. Máy này biết còn bóc lắm. Nếu còn bon bon mà có tự động nó còn nhảy luôn rồi. Nếu mình dịnh nhẹ gì nè thì nó hết rồi. Dịnh nhẹ gì nó không nhảy, mà không dịnh thì nó nhảy. Cái
Cái máy này em bán cho cô chú là em khuyến mãi thêm một cộng dây thun. Cột cái lò xo lại. Cột cái lò xo lại thử nó còn cà chấn nó nhảy không, mắc nhìn nhẹ gì nó không nhảy mà yêu cầu buông ra nó nhảy. Cà chấn gió với anh là lấy dây thùng lên buộc cưng luôn á. Trời ơi, anh mà phải biết đó. Mày ho với anh là anh cho mày uống thuốc luôn á cưng. Rồi cái này là cái giăng ma ở Tết 90 cô chú, anh ở 90. Cái này em tính cô chú là 4.6 bao ship nha. Máy này chạy tiếng chắc lội cô chú ơi. Còn cái càng cua này em thấy có dấu hàng nha, nhưng mà tiếng nó chắc. Còn cái tự động này mắc vịnh nhẹ vậy nè cô chú, vịnh nhẹ vậy nè. Nó không nhảy. Yêu cầu buông ra thì nó nhảy. Đó. Còn bên em không có, em không biết chỉnh. Rồi. Cô chú nào làm được máy này ra luôn em nhé. Còn em này là con ở Tết 10 nè, có bị déo cuối ngày nè, bữa nay vì em có công việc em đi về Hậu Giang. Nên em có quay được nhiều cho cô chú mình nha. Ở Tết 10, máy này thì nhìn thấy nó liền lạc, nó đồ nó đã quá cô chú ơi. Mà găm trước nó còn nhắn tươi luôn rồi nè, không mẻ miệng luôn, mong bóng ghim kín còn sáng luôn nè. Thùng dầu thì hàng cô chú, thùng dầu có hàng ở dưới. Rồi hai anh em con đóng chân nền hay là hai anh em con về chỗ máy? Máy đóng chân nền đi ha, chân nền cho nó xong. Đó, con dâu gum. Máy nào con? Máy này tốt. Rồi, máy này đẹp cô chú ơi. Con ngán đợi dùm chú một tí xíu không cô chú. 04569. Máy này rất là đẹp luôn cô chú. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Quay kỹ vô cô chú nhìn nha. Từ nắp pin lắp, nắp bánh trướng, quạt gió, bô lửa thì cái chóp người ta hàng này 10C nè, máy Tết 10 nè. Tết nước thì người ta hàng này. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Em ấy đã tắt rồi, em cũng xin báo giá cho cô chú mình luôn cô chú. Cái này em tính cô chú là 5.7 bao ship cô chú ơi. Máy hơi ra có nhẹ cô chú, 5.7 bao ship dân ma Tết 10. Mà cái máy này em nhìn thấy nó liền lạc đồ quá, từ bánh trớn nó phi láp rồi em thấy nó rất là đẹp luôn nè, rất là đẹp. Bánh trớn cô chú nhìn đẹp nè, ốc bánh trớn đẹp nè. Đặc biệt là lóc chứ nắp phi láp là nhìn ra chỗ này là bụng nhất. 04569. Chuyển ơi, nhờ con nhí con gái nữa coi chuyển cho con chú mình nghe tiếng cái thôi. 3 giờ luôn rồi. Quá ok luôn. Tiếng nó lực. Cái này cô chú chạy đầu bò 2832 là quá ok luôn. Còn cô chú chẹt tuyệt vời luôn, đi trong nước. Rồi cảm ơn hai đứa con nhiều nhé.
5,7 em bao ship không cô chú? 5,7 em bao ship. Còn cô chú nào lấy cặp thì mỗi cái em bớt thêm 100 ngàn, tặng cho cô chú thêm cô gái đẹp nữa. chốt. Đó là điều mơ ước của những chàng trai, những thanh niên chưa vợ. Còn mấy thằng có vợ nghe nó còn thèm hơn cô chú ơi, điển hình giống như em nè. Nghe là thèm rồi đó. Rồi chào tạm biệt cô chú.